Vâng ạ, xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình trực tiếp của khu chúng tôi. Hôm nay là buổi đi chơi tất niên của anh em trong khu. Và chúng tôi rất vui mừng khi đã có một anh tài xế rất chi là đẹp trai ngồi ở đây. Khoai to không? Vâng, anh ấy là tên là Nam Hải. Vâng, anh ấy tự nhận anh ấy là khoai vừa. Đúng rồi, đúng rồi. Thế còn các anh em khoai thế nào ạ? Dạ vâng ạ. Vâng, mọi người đều khoai to, còn riêng anh tài xế thì lại tự nhận mình là khoai vừa. Đủ dùng, em đủ dùng. Vâng, anh em vừa nhận là đủ dùng. Xin mời anh em cho phát biểu cảm nghĩ buổi hôm nay ạ. Mời anh Huy ạ. Rất vui. Mời anh Huy. Vâng. Lại không mất tiền. Mất 100 anh ạ. Tính ra bình thường. Bằng vào tiền xăng thôi. Không, tiền xăng là 2 lít 300 nhỉ. Vâng, đi về còn lại. Vâng, xin mời cái anh Cường ạ. Anh mệt lắm rồi mà thôi, cố gắng thôi. Được hôm nay là rượu anh uống một tí, bia anh tạm tạm rồi, cố gắng. Anh em sẽ được. Mọi người anh em cố gắng phát huy hôm nào có chỗ vui vẻ, biết phí nha mày, anh cố gắng. Điều đi, cứ rủ anh đi cho chỗ này anh càng vui. Anh Tùng thì sao ạ? Anh ấy mệt quá rồi, anh mệt cần cái rồi. Anh mệt quá rồi, anh không biết cần làm gì. Ngoài gái. Thế anh này mình nên gọi là gì nhỉ? Yeah, mình rất vui, yeah. Vâng, anh ấy là anh Bẹc Lào. Anh Bẹc Lào. Anh Bẹc Lào. Bẹc Lào. Việt Kiều mới về nước. Anh ấy là Việt Kiều mới về nước ấy. Từ đất nước Lào xa xôi Viên Chăn đấy ạ. Quá xa. Xa đéo, mẹ có 6 tiếng. 6 tiếng nào, 12 tiếng đó. Đó là đến Viên Chăn đúng không ạ? Đến biên giới đó. Biên giới thì ông làm gì ở đấy, toàn rừng với núi. Anh hết được chưa? Thế còn anh Béo, mời anh phát biểu cảm nghĩ anh Béo. Còn riêng về bản thân tôi thì thấy buổi hôm nay rất là vui. Vâng, anh em đi với nhau lúc Béo là cả vui, lúc Béo là buồn đâu. Chỉ mỗi tội hơi tiếc là vẫn thiếu một số anh. Vâng, hôm nay riêng số buồn nhất là mẹ ông Hà. Riêng buồn nhất là anh Hà, anh ấy nay hơi dính phone tí. Rất buồn thôi, nếu anh Hà có nghe được cái clip này thì thôi anh đừng khóc khóc nhá. Bọn em cũng buồn thay bọn thay anh rồi. Thế nhá. Vâng, xin kết thúc chương trình tại đây ạ. Xin cảm ơn mọi người.